Cách đây không lâu, diễn viên Chi Bảo đã đăng tải những bức ảnh trong bữa tiệc mừng ngày 20 tháng 10 với gamer thủ bè. Đáng chú ý, nam diễn viên còn đăng tải bức ảnh sát nhau bên gamer thủ gái rất tình tứ. Bạn gái của Chi Bảo cũng chính là cô gái sánh đôi cùng anh đến dự một sự khiếu nại cách đây vài ngày. Trong suốt sự khiếu nại đó, hai người liên tiếp có những cử chỉ sát nhau, tóm tay nhau và trò chuyện vui mừng với đồng nghiệp, người quen của Chi Bảo. Tuy nhiên, lúc đó nam diễn viên chỉ giới thiệu đây là gamer thủ của anh chứ chưa gọi là gamer thủ gái. Ngay dưới bài đăng, rất nhiều nghệ sĩ cũng đã gửi lời chúc mừng đến Chi Bảo. Ngoài ra, đích thân gamer thủ gái Lý Tuệ Trang của nam diễn viên khi để lại bình luận là một chiếc sticker xinh đẹp thì Chi Bảo cũng công khai gọi cô với danh xưng sát nhau Milovia. Chi Bảo gọi gamer thủ gái mới là Milovia. Các nghệ sĩ chúc mừng Chi Bảo đã tìm được tình yêu mới.